live trực tiếp cho bạn coi không khí ở tại đấu vật ở đây. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở Las Vegas các bạn. Thì như đã hứa hôm nay sẽ làm một cái series làm video về khám phá văn hóa đại chúng của Mỹ. Thì cụ thể luôn chúng ta sẽ coi đấu vật WWE. Và trận đấu siêu kinh điển này sẽ là có sự tham gia của một vận động viên rất là nổi tiếng, đó là John Cena. Và trở thành một là diễn viên Hollywood rất là nổi tiếng rồi các bạn, đóng ở Fast and Furious 9. Thì 5 giờ chiều sẽ đánh. Thì đang ở Las Vegas rất là nóng. Và mình quyết định là sẽ đi ăn. Và một cái đặc sản của Los Angeles đó là gì? Của Las Vegas nha mấy bạn, của Las Vegas đó là buffet, buffet rửa tiền các bạn. Thì giá là rẻ, bây giờ sẽ ăn buffet lẩu. Hồi bữa là ăn buffet gọi là những đồ nướng, đồ tùm lum tà la hết. Thì hôm nay sẽ ăn buffet lẩu ở cái quán này tên là Nappy Hot Pot. Thì chỉ có 21 đồng một người thôi. 21 đồng một người để bạn dễ nung là mang tô phở, uống bò, uống nước, uống đồ cái kiểu cũng hết gần mười mấy 20 đồng các bạn. Thì trong này chỉ 21 đồng ăn lẩu buffet. Thì mình review cho bạn coi nữa là cái gì, vô ăn cái cho no cái đã xong đi qua kia coi đấu vật, review cho bạn coi đúp đi đúp đi là cái gì. Theo chân mình này hả mình, các bạn chưa dạ đây bạn, anh em ơi, đây không gian các bạn. Đây bạn, chúng ta tới một cái quán gọi là buffet lẩu. Trong này chỉ 21 đồng một người đúng không anh? Thì review cho bạn coi thử là trong này ăn buffet lẩu nó có gì các bạn. Thì buffet này cái là mình sẽ không có đi chọn món, mình sẽ gọi trong một cái menu gì nữa các bạn. Thì all eat you can eat, có sushi. Cái này bạn được ăn sushi rồi bạn ăn cái gì đó, lẩu đây, lẩu bò này nè, với 21 đồng thôi bạn. Này có hải sản nữa nè. Đó. Đây cái loại thịt bò. Thấy rẻ chưa các bạn? Thì đặc sản của Las Vegas là vô ăn là giống như là rửa tiền các bạn, rất là rẻ. Ok. Nó có giá nè, bạn thấy không? Lunch 22.99 là từ đó là 22 là 23 đồng, còn cả ngày luôn là 28 đồng, bữa tối là chỉ có 20 đồng thôi bạn, rất là rẻ nha. Ok, giờ mình sẽ kêu món này bạn review tiếp. Ok bạn, thì nước lẩu mình đã lên rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình lấy rau cho bạn coi thử là lấy rau ăn lẩu này nọ như thế nào. Cho bạn hướng bên này các bạn. Đây, cho này mình sẽ lấy một cái dĩa. Đó. Ăn gì thì bạn lấy rau đó các bạn. Thì này là rau gì đây? Rau má gì nè. Đây xíu rau vô. Salad. Đây là rau cải thảo. Cái này là để lấy rau để gọi là ăn với lẩu các bạn, bạn tự lấy. Này là rau gì Minh? Để rau này ăn cũng mềm mềm dễ ăn nè. Đó. Lấy cái dĩa rau. Xong đây là cái củ sen nữa nha. Đó. Thì bây giờ bạn coi. Chỗ này là đậu hũ. Đây là mình tự lấy nha các bạn. Mình không cần người ta chỉ đem thịt lên cho mình thôi, còn lại là tự lấy. Chỗ này là giá. Ăn giá không mình? Giá làm gì trời. Đó. Dưa leo hành trong đó. Cái này là cái củ này để cho ngọt nước nè. Đó. Cái đây là dĩa rau. Bên này là mì. Đây thấy không? Đây qua đây là lấy mì nè. Trong này là các loại nấm. Này ăn nấm này là lấy nấm đó nè các bạn. Đây là nấm. Đây là nấm. Nấm này giống gì mình? Nấm kim châm hả? Ủa này có nấm kim châm không mình? Đó. Nấm rơm. Mấy nay này nấm gì? Nấm đùi gà hả? Rồi. Chỗ này là có trứng. Đây là cái loại nước sốt nè các bạn. Thì bạn có thể lấy các loại nước sốt này để chấm.
đây sashimi để ăn với sushi này nọ các biểu bạn. Ok rồi đi về ở được cái dĩa này thì đây chuẩn bị cho ta lên bò nữa bạn, thì cứ dĩa bò gì là sẽ lên từng món món à. Đây là mình đã kêu bò gì đây, rib eye sau đó là thịt sườn với lại thịt vai. Giờ mình bỏ vô nồi lẩu, bỏ đại vô đi, ai nuốt thì nói chung ở đây là có sushi, lẩu, rau tùm lum tà la hết, muốn ăn gì bạn cứ lấy nha các bạn, thoải mái mà, nghĩa là kêu bao nhiêu lần cũng được hết. Rồi ok bạn, thì chúng ta đã lên món rất là full các bạn, cho bạn review cho bạn coi. Thì bên này là dĩa của mình nè các bạn, đây là dĩa hải sản à, cái dĩa hải sản trong này là có con ghẹ nè, thấy không, mực nè, ba con tôm này là tôm tôm hùm đất mềm này, hàu xanh, hàu đỏ, tôm sú, tôm đồ các bạn nhiều không đó. Rồi bỏ vô, ta sẽ chút vô, chút vào cho nha đó, review cho bạn xem nhé. Ở này qua đây thì thằng Cung Minh bên này nó cũng có thêm dĩa. Bạn muốn ăn bao nhiêu ăn nha đó. Ok chào anh, đây là dĩa của thằng Cung Minh đầy đủ, bạn muốn ăn bao nhiêu ăn các bạn không sao hết á. Chỗ này có thêm một chén thịt bò nữa nè, bò này nó làm kiểu kiểu sốt gì nè, mình sẽ nhúng ăn. Bên này là thịt heo, đây là dĩa thịt heo thượng hạng, các bạn có thịt heo thượng hạng ở tại buffet này so với hủ tiếu gõ sao nha các bạn, bạn thấy không bạn, đung đưa trước gió luôn nha bạn, nó mỏng kinh điển luôn. Là được hai dĩa, mỗi đứa hai dĩa. Bên này là sushi, bạn được ăn nhiều loại lắm, cá hồi, cái nồi này là Minh là nó kêu đại tàu lao lên thì trứng cá hồi kiểu tùm lum. Mình ăn thử miếng này coi. Okay. Okay, can I get a juice Sprite? Sprite. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Chấm miếng sushi đó bạn. Đây. Đó. Tôi đói. Ok. Đây là những dĩa thịt bò. Người đi cho bạn coi thịt bò làm sao luôn. Đây là thịt bò Tây Mỹ. Đây, ăn buffet nó cũng siêu mỏng vậy các bạn. 1-2-3 dĩa. Nhiều lắm, nhiều loại lắm. Ở đây cũng là loại chiên lên ăn được các bạn. Mình rồi, có thích ăn mấy cái đồ này lắm, bạn chiên rồi lên nào. Đây. Trời, đây là dĩa Minh. Ăn thử coi. Giòn giòn lắm. Để cho ăn tiếp. Mình gắp miếng thịt bò cho bạn coi nè, nó siêu mỏng này, mình gắp lên miếng. Thì nói chung là muốn ăn được nhiều ăn nào. À, nhúng nào. Hay nhúng mà mình quay vô chỗ nhúng nè Minh. Mình nó quay mình không bạn, nó nhìn cái mặt mình không, làm gì luôn quay cái mình luôn. Đây, nhúng này là cái lẩu này nhìn cũng ngon á, nhìn màu sắc đẹp nè. Rồi. Chín. Thank you. À. Okay, thank you. Tắm miếng. Ăn này trước nữa, chút nữa chính tôi lại review cho bạn coi đấu vật như thế nào các bạn. Mềm. Tươi quá. Là đi qua bên Las Vegas này là đang buffet. Là mấy cái buffet này á, là nó rất là rẻ tiền các bạn, mình ăn được rất là nhiều luôn. Mà nó chỉ 20 đồng là bạn ăn tô phở, Cali rồi bạn ăn bạn uống nước. Ăn ly chè nó là hết rồi. Là hai mấy đồng các bạn. Nhưng mà ở đây chỉ có 20 mấy đồng, 21 đồng thôi. Mình ăn thoải mái tùm lum loại luôn, hải sản, hải đồ rồi, thịt bò, cơm ứ hừ, sushi, tươi luôn, làm rõ luôn bạn. Đó, cái gì cũng có thêm con cua, con ghẹ nữa nhé.
Giờ mình ăn thử cái miếng thịt bò này nó sao nha. Đây là bò gì mình? Bò sốt. Bò sốt gì của nó nè. Được rồi. Ăn để có sức vô coi đấu bọc chứ nó đấu là từ lúc đó 5 giờ chiều chắc nó đấu tới 2 tiếng không anh? Chắc tới 7 8 giờ tối á. À. Này biết làm lâu không này? Rồi. Miếng tạt tái. Cầm miếng thôi. Chú yếu. Là mình kiếm mấy cái quán mà buffet rồi rẻ thì nợ review cho bạn nào lên Las Vegas á. Chơi ăn thử. Mình cũng ăn thử miếng xíu nước nè. Nước này ngon không? À. Ngọt sọt à. À, có hủ mấy tiêu chanh nữa. Có hủ mấy tiêu chanh mình để ngoài kia. Đây các bạn. Mình đi ra buffet làm gì làm cầm theo chay á hả? Muối tiêu chanh này để ăn các bạn. Đó. Xịt muối tiêu chanh này vô ăn mới ngon được các bạn. Để ăn hải sản. Thì giờ trước khi ăn hải sản mình làm miếng thịt bò nữa cho xong nè đây. Bà mẹ ăn lẹ lẹ cho mình nó ăn review đây. Quay mình quay hướng bên đây xíu nè mình. Đó. Đó. Đây. Chỉ cho các bạn ăn hả buffet cho lẹ nè đó. Buffet là làm phát vậy luôn. Cho nó nhanh. Tới miền mình nó ăn. Mẹ mộng lé gấp từng miếng cái nào xong mình. Đúng không mình? Đó. Mình đi giờ này cũng hơn là nó bắn á. Rồi. Xong. Bỏ vô. Đó. Review là thấy đẹp đẹp vậy á. Ngon quá. Miếng đâu rồi? Nước này giống canh chua vậy ta. Nước này canh gì đây mình? Thử coi. Rồi. Giống canh rau má, thơm ngọt. Ok, giờ chúng ta ăn thiếu miếng hải sản nè. Miếng tôm mình nè. Đây là hả? Cua nè. Đó. Đây là tôm hùm đất nè các bạn. Đó, tôm hùm đất. Bỏ vô. Nãy có miếng mực nữa đúng không mình? Nãy mình nhớ. À, miếng mực nữa. Trời, nhìn ngon không? Chắc ra. Sò nữa. Trong này có mấy con sò nữa các bạn. Review cho mấy ông xem hết. Được chưa? Thôi. Nhả lửa lại xíu nè. Rồi. Ok, giờ ăn thử. Thử tôm rồi. Chủ yếu ăn thử hải sản thử nó tươi các bạn. Mấy búp về phải ăn thử hải sản tươi không? Lột con tôm cũng xong nữa. Chấm miếng hả muối tiêu chanh rồi. Đây là món mực nè. À, miếng muối tiêu chanh rồi. Mấy này phải ăn muối tiêu chanh của Việt Nam mình nè. Ngon, tươi. Ngon lắm bạn. Nó sảy luôn á. Miếng nước à. À. Tôm hùm đất. Đây con tôm hùm đất nè các bạn. Đây. Con tôm hùm đất. Thử coi. Tôi nói là tươi hơn cái bên kia nữa. Đây là miếng thịt heo. Mình sẽ thử thịt heo cho bạn coi. Ok không? Rồi. Bỏ vô. Bật lửa lên. Cho nó hả sôi. Tôi review theo cho bạn coi ăn là ăn vậy á. Đây review đây là review con ghẹ. Tôm mình có gì không nó? Cua. Này giống ghẹ á mình. Ghẹ cua ta. Này ghẹ các bạn. Nó đầu tiên qua Mỹ thấy ghẹ luôn á. Hả? À, thịt ghẹ thịt cua đâu?
Ghẹ thì ông ơi, ngọt sọt à. Đây là càng ghẹ. Đây mẹ buffet đây đã các bạn. 21 đồng. Thế mẹ chắc 23 đồng. Ăn đã không? Đó, tranh thủ hai đứa ăn lẹ 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 để quy đi gì quên không? Đôi giật. Đôi kia con đôi giật các bạn. Chứ ngồi đi nhanh nhanh hồi nó qua không kịp. Review văn hóa Mỹ mà chứ phải review buffet đâu bạn. Ăn miếng bẹm rồi. Hải sản. Thịt heo nè, phải nấu kỹ kỹ một xíu bạn. Đó. Đây thịt heo nó sẽ thành gì? Đám miếng xì dầu. Cái này nữa rồi. Ngon. Thầy cũng ngon. Ok. Giờ mình dừng video. Thế là mình ăn. Giờ qua kia review tiếp các bạn coi họ đồ vật Mỹ các bạn. Nó theo dõi ăn xưa này vẫn chưa hết rồi các bạn. Ô các bạn thì hiện tại là mình đang kiếm chỗ đậu để vô coi xong vận động đánh đó, đến đi y nữa các bạn. Bà mẹ bên Mỹ đó không khác gì ở Việt Nam các bạn. Head south on South Valley View Boulevard toward West Mesa Vista Avenue. Không khác gì ở Việt Nam. Nghĩa là bạn phải tìm chỗ đậu xe, mỗi chỗ đậu xe. Turn left. Đây hả, cô giả giả hả? Phải không? Bạn phải kiếm chỗ đậu xe các bạn, mỗi chỗ đậu xe nó 50 đô, 60 đô, 70 đô, 80 đô, 90 đô, 100 đô. Trời ơi. Nào, bạn coi nó làm tiền kinh điển luôn. Không khác gì ở Việt Nam. Mỗi lần có lễ hội sự kiện gì á là ở Việt Nam là từ 5.000 chỗ giữ xe xe máy đúng không, là lên thành 20, 50, 100. Bên này y chang vậy bạn, giữ xe là ví dụ như là 2 đồng, 3 đồng nó lên thành 10 đồng, 20 đồng, giờ 30 đồng, chỗ này là 80 đồng. Giữ xe một xíu cho coi thôi mới là 2 triệu bạc tiền giữ xe các bạn. Ở trước nào mình quay trước cho bạn coi mình nói các bạn luôn, đó, dễ mang luôn. Đây các bạn, chỗ này giống Bắc Kinh ở bạn thấy không? 80 đô. 80 đô, trời ơi má ơi làm tiền. 80 đô, trời ơi. Bạn thấy Mỹ sao vậy? Má giữ xe làm tiền. Trời ơi. Không thể là kiếm chỗ mà vô mà giữ xe được là luôn á, bực kinh khủng. Bực mình. Má, đây nữa nè, anh quay cho bạn coi là giữ xe nhiêu. 80 đô. Mấy sao các bạn? Má ơi, dẫn xe vô dơ biển, dẫn xe y Việt Nam không khác gì các bạn. Đây là review thực tế cho các ông coi thử là ở Mỹ như thế nào kinh khủng. Giờ mình kiếm cái chỗ này mà rẻ nhất đó để vô đậu. Đây cái stadium trước mặt mình, trời trước mặt mà không vô được luôn, nó đông. Đó, sao vận động nó đông vậy nè. Đây. Má ơi, chỗ này có giữ xe nó chuyên nghiệp luôn nè. Mình quay chút nè, bạn coi nè. 60 đô. Kinh khủng. Đây, giữ xe dơ biển y như Việt Nam luôn. City, yeah. Thank you. Hai okay. Đây. Đây. Nè, mẹ nó 60 đô. Để được cái tờ giấy vô đậu xe để coi đánh đô vật. Đúng nghĩa luôn. Đó cho bạn xem. Đông kinh khủng. Này nó sẽ đậu. Head north. Có lấy quá trời tiền luôn á. Đổ mặt 30 đồng, 35 đồng vô thu tiền giữ xe 80 đồng. 60 đồng, cay ghê luôn á. You turn toward me. Look so weak, I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be
We just traded for a suit coat and a tie. Cho bạn coi hả, xong vận động bên Mỹ lần đầu tiên mình đi luôn à. Hi sir. Yeah. See you one. Yeah. Okay, I got one. Yeah. And two. Sure. Okay, right in to your right up the escalator. Yeah, thank you. Oh. Welcome to the show. Slime summer. Đây các bạn. Đây các bạn, đây là không trong sau vận động, trời ơi nhìn đã nhá. À, ở dưới này có đồ ăn, đồ uống, thuốc uống tùm lum á. Mình chỉ review sau, bây giờ vô chỗ coi các bạn. À, dạ dạ dạ, thank you. Rồi. Của mình là 1B1137 các bạn. Thêm ơn. Đó. Đây là bên trong đó hả, sân vận động review văn hóa Mỹ, đồ vật Mỹ. Trời, bữa nay vô Sena đánh đó, mình nói bạn luôn là full thóc tất cả nghe đường Las Vegas. Không có chỗ đậu xe luôn, kinh khủng. Vô con thử làm sao. À, đây là khuôn viên đó bạn. Đây là mua nước uống. Trời ơi, cái này nó hiện đại á. Hiện đại các bạn. Một cái quầy bar để mua nước uống trong thời gian khát nước. Để coi những cái cột này là vô so lẹ lẹ bạn. Xong lộ rồi, thấy chưa? Kinh khủng. Không biết diễn tả sao bạn biết luôn á, kinh khủng. Trời, nhìn hình trái không? Không khí, tại sao hoạt động đó bật mỹ, đúng đi, đúng đi, các bạn. Trẻ mang. Dũng ghế mình đó bạn. Đây là cái giỏi, là coi ghế nè. Đây 3, 4, 2 nè. Trời ơi mẹ vậy. Trời ơi. Mười bảy đó mà. Bảy là số tám. 18 or something. Yeah. Then. Right there, something. Yep. Yeah. And okay. Đó, ok. Oh, bạn. That's sorry. Thank you. Sorry, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Yeah, thank you. Yeah, I'm sorry. Yeah, excuse me. Yeah. Go on. Hey, wow. Is it hurt? Yeah, it's maybe it's mine. Sorry. 7 and 8. Okay, okay. Yeah. Sorry about it. Thank you. Okay. Ngồi đây, ngồi đây, em để ngồi đây nhá. Mình đang ngồi cái chỗ đấu quật các bạn. Trời ơi, đây là trực tiếp em tại Mỹ các bạn. Bình thường bạn coi trên TV không, cái này là trực tiếp đâu nè. Đang người ta đang lên sàn á. Này là ghế càng gần nó càng mắc nha các bạn. Ghế chỗ này là 35 đô một người, hai đứa là 70 đô, tổng thuế luôn là 105 đô, giữ xe 60 đô nữa các bạn. Đó.
giờ bạn coi trực tiếp luôn á, đang quay cho bạn coi luôn. Toàn khí dễ mang trời, cái cây kiểu anh quá. Hôm nay trực tiếp cho bạn coi không khí tại đấu vật ở đây thì những cái ghế ở dưới kia là những cái ghế mà mắc tiền hơn chút, mà ghế đó khoảng 130 đô một người, 130 đô một người cũng không có mắc lắm rồi đâu. Thì không khí rất là vui, tôi vỗ tay cổ vũ. Bạn coi ở trên TV là có nhạc nhẽo và bình luận tùm lum, mà chỗ này không có bình luận gì, bạn mà tự coi thôi, không có bình luận gì nha các bạn. Nghĩa là tự coi tự cảm nhận chứ không có bình luận giống như trên TV đâu. Đó, không khí rất là vui nhộn nhịp nè bạn. Rồi bạn, rồi ôi nhìn nó bạn không. Vui. Thì ghế các bạn ngồi nó sẽ gì? Có chỗ để nước ở trước, đây là chỗ để nước. Bạn ngồi thì có chỗ để nước ở trước, bạn uống, bạn để này nọ các bạn hiểu bạn. Đó, để một đống nước vậy. Thôi, đông quá các bạn. Đây ở dưới nè. Sau khi một người đánh xong á là sẽ có quảng cáo, quảng cáo quảng đồ nghĩ chạy lao đi mua nước uống ở chỗ nãy mình quay ba mình giới thiệu cho bạn á, uống nước xong từ từ nó đánh theo từng đợt. Mỗi lần nó đánh như vậy là nó kéo dài khoảng 10 phút nha các bạn, mỗi lần đánh là khoảng 10 phút. Thì cái này là đánh biểu diễn, đánh giả nha các bạn. Nó đánh theo kịch bản nhưng mà có máu me cho các bạn coi, tưởng đâu là đánh thiệt, nó về nó edit, nó làm này nọ luôn. Thực sự là nó đánh ở đây xong nó cười, đây bắt tay đi ra. Phải về quay video edit tùm lum tà la, ở dưới nó mới quay nhiều lắm bạn, quay tùm lum tà la hết mà. Nó bé xuống nó cười hè đúng không ạ. Ông biết là ở trên TV bạn coi nó có cười không, ở đây nó quýnh cho nó cười nữa. Lại cái gì nó bé nó cười đúng không anh, nó ghi ra nó cười. À, bây giờ là nữ đánh nha các bạn. Thì khi đánh không có ai bình luận lòng tiếng gì, tự coi tự ra. Tự la hét này vô các bạn. Thì bây giờ là bên Mỹ là nó bắt phải đeo khẩu trang các bạn, không mở ra là mở ra là có người nhắc nhở các bạn, trong này đông á, bắt đeo khẩu trang lại hết. Đây chủng đang nặng các bạn, biến chủng đang nặng rất là nặng, thì người Mỹ họ không quan tâm tới biến chủng nặng hay nhẹ, họ coi đông đen gì các bạn, coi mà full ra tới bên kia luôn bạn thấy không. Tại vì vô đây ngồi không đeo khẩu trang luôn, bị nhắc chửi quá trời luôn, nó không đeo các bạn, chửi quá trời luôn, mấy bảo vệ đi chửi quá trời, bắt đeo khẩu trang ngoài đeo quá. Thì vô đây là mình không được mang theo bất kỳ cái cặp táp gì luôn các bạn, không có cặp nhỏ gì luôn, chỉ mang tay không gì thôi các bạn. Thì để do đó review cho bạn coi thứ là trong này là luật nó như thế nào thế nào. Đó, tạo thắng rồi đó, hết gì là thắng thôi các bạn. Nhạc Liên Quyên thắng. Vô tiếp rồi. Lại vô chặt nữa. Nó vô nó chào sàn làm nhạc hình chèo, thích nhất là khúc đây chào sàn thôi bạn, còn vô nó quýnh rồi nó diễn thôi. Đúng không anh? Thích nhất là chào sàn. Chỗ này không ai bình luận gì. Lên coi nó diễn là chính, chỉ là thích nhất là khúc chào sàn ra rồi làm hình tráng, mà nhìn đã của anh ha, nhìn chuyên nghiệp. Lên anh nó múa mấy cái xong nó xuống mà, nó múa tầm 7 phút. Nó biết là ai thắng ai thua, với bộ đưa đai lên như đúng rồi vậy mà, kiếp gió kinh khủng. Đúng không? Đó, đánh không? Ở dưới này họ quay phim đây, cho anh coi nè. Đây camera quay phim nè, đó. Đó. Cây ở họ quay phim nè. Máy quay rất là bự. Đi hướng bên này sẽ có một cái cameraman bay nữa ở đây. Chỗ này có cái cameraman bay nữa cho các bạn coi nè. Đó. Thấy chưa? Đứng ở ngoài chỗ này. Ở dưới này thêm một cái camera nữa. Chỗ này đạo diễn hình ảnh. Chỗ này là cái đạo diễn hình ảnh thôi, khu này là đạo diễn hình ảnh thôi bạn thấy không? Đó, khu này đạo diễn hình ảnh nè. Đây, phóng viên.
mình review cụ thể bạn coi luôn. Bạn coi trên truyền hình là nó đấm nhau vậy là nghe bụp như bạn. Ở đây nó không nghe đâu bạn. Ở trên TV mỗi lần nó đấm cho mặt người ta làm kiểu bụp nó lồng tiếng. Ở đây là nó về nó lồng tiếng. Còn ở đây là nó không có lồng tiếng là bạn không nghe đấm gì nó láo. Đó là do tại sao lúc mà bạn coi á, bạn thấy nó nghe lực đấm rất là mạnh nhưng mà sao nó không bị sao hết. Nên thiệt ra đó là bạn coi trực tiếp á, là nó đấm gì, không có nghe gì luôn bạn. Đúng không anh? Đâu nghe đấm gì đâu. Xong giờ không bình luận luôn, không bình luận, không có đấm gì á. Giờ nhà nó lồng vô là đấm vô xịt máu luôn á, nó láo, nó chỉ xảo các bạn. Đó, nó đấm gì, nó đá gì xình à, nó đá kìa. Nó đấm trúng. Nó không trúng luôn, nó tải cái gì xinh luôn, phải nó láo được luôn kìa. Mày với Lao chứ bạn, sau khi với Lao chúng ta đi ra kiếm gì, mua gì uống gì rồi các bạn. Coi mệt quá. I'm sorry. Yeah. À. À. Thì mỗi giữa mỗi trận đấu vậy cho Yoshina ra coi nè. Mua nước. Người ta sẽ mua nước, ăn nước uống này nọ. Họ bán rất là nhiều sushi, sushi đó nè. Đây. Thì bên này vẫn có quầy để bạn mua đồ ăn, nước uống này nọ trong gian cho coi ở tại Las Vegas các bạn. Thì bạn có nhà vệ sinh đầy đủ luôn. Giờ đi đá kìa. Đây, mua nước uống các bạn. Summer Slam. Đó. Đây hả? Đó. Chỗ này chắc bán rượu luôn. Coca của mình đâu? Mình là vô đây uống Coca đó chứ uống gì đâu. Uống gì mình? Khúc đâu? Đây có bán khúc không? À, chua Coca lá. Yeah. We're closed, the credit card's not working. Yeah, sorry. Yeah. Ủa, chúng ta ăn mỡ? Nó dẹp hết hả? Nó dẹp hết hả? Đây, bạn ăn mỡ, một đống á. Ồ, 8 đô, 19 đô. À, Coca. À, sorry. Ủa, chỗ này mỡ? You stay open? Yeah. Má, giờ biết mua gì uống đây? Trời ơi. Đây, chỗ này bán đây. Chỗ này còn chỗ này nữa. Ok. Tôi coi khát nước đi đá đi rồi xong bạn mua nước ở này. Coca này có 3 đồng à. Một ly là 3 đồng, 2 ly 6 đồng. Đây review cho bạn coi thử làm. Ở trong sân vận động coi WWE là có gì trong này là review rất là chi tiết cho bạn coi ở tại văn hóa Mỹ. Bạn thấy hay nhớ like chia sẻ bạn. Mình còn thứ hai hấp dẫn hơn đâu sau lắm bạn. Nhiều thứ hai hấp dẫn lắm. Văn hóa Mỹ mình sẽ review hết cho bạn coi. Bạn muốn coi cái gì? Comment ở dưới. Dù bạn là nữ, bạn thích coi Taylor Swift, comment ở dưới. Mình đi coi, mình review bạn coi Taylor Swift hát sao luôn. Thích Justin Bieber, comment
đi review Justin Bieber luôn. Ok không anh? Ok. Thích cái gì? Bạn thích NBA, bạn thích họ Kobe Bryant. Hay là bạn thích gì? Kobe Bryant hay là gì? Ngôi sao bóng rổ hiện giờ là ai? Mình. Lemon Dream đúng không? Ok, comment dưới review bạn coi luôn. Như giải All Star đúng không? Không anh? Dạ đúng rồi, All Star. Ok. Cho mấy nữ đang đánh bạn. Nữ đánh thì mình không khó lắm. Đi ra đây chờ Yosena đánh. Sau khi chào xong rất là hoành tráng thì hai người vô đánh là không khí là yên tĩnh mà. Thì đây là trận cuối cùng rất là mong chờ, siêu kinh điển. Đánh xong trận này chúng ta sẽ đi về các bạn, trời má nó đánh từ lúc 4:30. Bây giờ là gần 9 giờ bạn. Má ơi coi trận 4 tiếng hồ. Hay nghe Yoshina quá trời không? Được không? Sau khi đóng phim Hollywood rồi bây giờ bắt đầu chào đón rất là nhiều Yoshina rất là thâm mộ bạn. Không đánh nổi luôn má, tụi nó hâm mộ rồi mà không đánh nổi luôn bạn. Đó, đây là trận siêu kinh điển được mong chờ các bạn. Được coi Yoshina còn là thiệt, sau khi coi phim toàn là trên Hollywood. Thì giờ được đứng chứng kiến văn hóa Mỹ họ cuồng, họ đã cuồng Yoshina các bạn. Nãy giờ họ đi chơi vòng 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 tới vì cái trận cuối cùng siêu kinh điển này họ tập trung là họ coi các bạn, không đi quậy phá nữa. Thì giờ bạn nhớ nha, ngôi sao cuối cùng luôn xuất hiện cuối cùng. Sau khi đánh 4 tiếng đồng hồ đánh tùm lum tà la hết thì cuối cùng thì Yoshina mới xuất hiện là đánh trận siêu kinh điển. Đó, thì nói chung là để review cho bạn coi thử là văn hóa Mỹ là về đồ vật như thế nào. Thì đây là đánh giả nhưng mà đánh có kịch bản. Thì bạn coi trên mạng là nó có lòng tiếng và nó có bình luận, ở ngoài đời thì nó không có như vậy. Để cho bạn coi thử là thực tế là như thế nào. Thì ok, nói chung là video cũng đã dài đó bạn. Nói chung là cảm ơn các bạn xem đến giờ phút này. Nếu hai nhớ coi và like chia sẻ nữa, mình còn nữa là hay do nó bên đằng sau. Bây giờ tập trung coi Yoshina đánh các bạn, mình nó hâm mộ Yoshina lắm.
Giờ la quá, la ồn ào quá, trời ồn ào luôn. Không thể nào mà họ review bạn được. Giờ ngồi tập trung coi các bạn. Thì lần sau bạn muốn coi ai review gì thì nhớ comment ở dưới, mình sẽ đáp ứng cho các bạn. Ok, bất kỳ ai bạn muốn coi là mình sẽ review cho bạn coi được hết nha các bạn. Rồi xin đẹp bị hành cho con vậy đó, trời ơi. Má gì không phải không đóng phim quá, giờ không phải không bò đó đúng không? Má bị quýnh cho con nữa. Mình đi vô mình coi nó có cái giỏ cho bạn vô bạn, là mình phải cầm cái giỏ đó mình quăng vào cái bụi cây qua đây nè, vào thùng rác đó, giờ lên lấy nè. Rồi ôi cái cảnh cái cổng đi ra mình vô cao cao thôi quên má rồi, kim tự tháp vẫn sáng như ngày nào à ơi. Bạn thấy không? Bạn thấy dịch giả không? Dịch giả ở Mỹ à, đang rất là căng thẳng, một ngày chết cả ngàn người mà không xin nhớ. Yeah.
Thấy đông không bạn? Thấy đông chưa? Khi tôi thả tiền bạn mình lên mà. Trời ơi, cái vỏ tôi biết toàn này, tôi đang cùng rác như thế nào vậy? Đây là nước uống hả bạn? Đã cắt nước uống nước này là miễn phí. Người ta cũng mua đai các bạn không? Giác đai rồi bây giờ nè. Ai cũng giác cái đai cái ghế. Đó, ghế quá trời nè. Then I gotta go get. Rác này là mình lấy ấy. Thấy đông không bạn? Vô vô kẹo kẹo luôn. Trời ơi, nóng quá trời. Đồ ghế à? Ai giác ghế vậy luôn à? Trời ơi. Để đâu em anh? Cho mày coi cái tấu vật nè. Quay một vòng em anh. I mean, it's a cool show to go to. The problem is now. Bạn không rác nào vậy em anh? Em muốn ở đây nằm không? À, nó đó kìa, nó kìa, nó kìa. Thôi đông rồi. Đã đâu anh? Mẹ rồi. Dọn thùng rác luôn rồi cho. Đâu? Vâng, vâng, cho đo khúc này nào. Đó. Cái thùng rác đó kìa. Rác nào? Đó đó đó. Hả? Đó đó đó. Kìa. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó đó anh ơi. Trời, nó mang đồ ở trong rác này. Còn không anh? Đấy các bạn. Má quay qua thùng rác. Ok, kết thúc video một ngày coi ở tại Aegean Stadium. Ở đây là kim tự tháp. Rất đẹp. Ủa, Las Vegas hôm nay trời thiết cũng rất là mát mẻ, không có nóng. Đúng không anh? Đúng rồi. Thôi, đi ra. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ, nhớ comment. Tiếp theo muốn coi ai? Tại là Swift, Justin Bieber, Tom Cruise. Hay là muốn coi người nhà anh hay bất kỳ ai cũng được. Ok, nó tóc video đi ra, mệt quá.